Thưa quý vị, phút trước còn chén chú chén anh, tình cảm thân thiết, phút sau đã ẩu đả, thậm chí sát hại nhau. Đó chính là những gì xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, một nhóm người đã lao vào đánh nhau, cầm hung khí, đâm chém khiến cho một người tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 11 tháng 6, Bùi Hữu Nghĩa tức chỉ đạo nhậu chung với một nhóm người tại quán nhậu trên địa bàn phường 3, thành phố Cao Lãnh. Trong lúc nhậu, giữa Nghĩa và Lê Anh Tuấn, tức là Mỹ Em, xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Nghĩa dùng ly thủy tinh ném vào người Tuấn nhưng không trúng. Lúc này Phạm Thanh Hòa, sinh năm 1981, là em Tuấn dùng ly thủy tinh đánh Nghĩa gây thương tích. Nghĩa cùng Trung, sinh năm 2000, con ruột Nghĩa, Hùng và Trương Tấn Linh, sinh năm 1984, đuổi đánh Hòa. Trong lúc xô sát ẩu đả, Nghĩa, Trung, Linh cầm hung khí hành hung và đâm Hòa. Riêng đối tượng Hùng, sau khi giật được dao từ tay của Hòa, cũng ra tay với nạn nhân Hòa hậu quả hòa tử vong trên đường đi cấp cứu đối tượng nghĩa đang được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh ngay sau đó cơ quan chức năng đã tạm giữ ba đối tượng phạm quốc hùng bùi hữu trung và trương tấn linh cùng ngụ xã tân thuận tây thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu từ những người quen biết có thể ngồi chung bàn ăn chung mâm nhóm người bỗng chốc trở mặt thành thù truy sát nhau không khác gì phim hành động từ vụ việc trên hy vọng mỗi người luôn giữ được sự tỉnh táo khi xảy ra mâu thuẫn không nên để cái tôi và sự nóng giận lấn át gây ra hậu quả đáng tiếc